vị khán giả đang đến với chương trình Con Đã Lớn Khôn. Thưa quý vị, bây giờ thì Thanh Thảo xin được giới thiệu hai vị khách mời đặc biệt cùng có mặt với Thanh Thảo ngay tại phim trường. Trước tiên đó là thạc sĩ Võ Thị Hồng Trước, hiện đang là giảng viên khoa tâm lý giáo dục trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Và một gương mặt thứ hai cũng rất đặc biệt và rất quen thuộc với khán giả, đó chính là diễn viên Thanh Vân. Cùng rất đông khán giả ở đây là các bạn sinh viên của khoa giáo dục mầm non cũng như là các phụ huynh, những thiên thần bé nhỏ của chúng ta đã từng tham gia vào hành trình ngày hôm nay cũng có mặt ở phim trường để cùng chia sẻ những cảm xúc với chương trình Con Đã Lớn Khôn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình ngày hôm nay với hai chị em ruột rất là đáng yêu. Xin mời quý vị. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng làm quen với hai chị em gái đáng yêu Maika và Tina, những nhân vật chính của tuần này. Maika tên thật là Đặng Giả Thảo Nguyên. Cô bé có cá tính khá mạnh mẽ, không thích chơi búp bê, không thích mặc áo đầm. Cô bé chỉ thích những trò chơi của con trai và đặc biệt thích mặc những bộ đồ hip hop. Trong khi đó, cô em gái nhỏ Tina, Đặng Giả Bảo Lam lại rất nữ tính, thích mặc những bộ đầm xinh xắn, thích được làm điệu và chơi thú bông. Tina đặc biệt rất thần tượng và thích bắt chước chị Maika trong các hành động. Chị Maika vì vậy cũng rất ý thức được vai trò của một bà chị, rất gương mẫu, khá tự lập và thường giúp đỡ ba mẹ trong một số việc vặt để làm gương cho cô em nhỏ. Trời, cảm ơn Tina nha. Nhà hai bé có một công ty nhỏ chuyên cung cấp các loại sản phẩm, sữa tắm, kem chống nắng, chất tẩy rửa nhập khẩu. Sáng nay mẹ có hẹn với khách hàng làm việc tại nhà. Đột nhiên mẹ nhận được điện thoại của ba. Hồ sơ để trên bàn á, coi em rảnh cầm ra giùm anh cái. Ồ, nhưng mà bây giờ em đang tiếp cái anh ở bên thuế xuống kiểm tra cái bây giờ sao mà đi được ta? Coi quanh đó có ai nhờ đi giùm ta. Mẹ đang rất bận mà công việc của ba nhờ cũng đang rất gấp, nên mẹ đành nhờ cậy đến sự giúp đỡ của hai trợ lý tí hon. Bây giờ hai con có thể giúp mẹ mang tài liệu đưa cho ba được không? Hai chị em sẽ đi một quãng đường khoảng 200m để đến cổng khu du lịch Văn Thánh, sau đó đi lối tắt qua khu du lịch này để tới quán cà phê quen nơi ba đang làm việc với khách hàng để giao hộp sản phẩm mẫu cùng hồ sơ mà ba đã để quên. Không biết rằng liệu cuộc hành trình thực hiện nhiệm vụ lần này của hai chị em sẽ diễn ra thế nào đây? Nhiệm vụ thì không quá khó khăn, nhưng mà vấn đề ở đây là đi ngang qua khu du lịch Văn Thánh thì có sẽ có cám dỗ. Đúng rồi đó, có nhiều cám dỗ xung quanh. Nhưng mà hai chị em này cũng đặc biệt chị Trước ha. Một bé thì lại cá tính rất là mạnh mẽ, còn cô em thì lại nữ tính dịu dàng. Cho nên mình cũng rất là mong là mình sớm được nhìn những hình ảnh mà các bé sẽ xử lý những cái việc xảy ra trên đường như thế nào, và liệu rằng cái ngoại hình, cái tính cách đó có quyết định những cái đúng thành đúng như là ngoại hình hay không. Thưa ba mẹ, tôi vẫn ngon về và đừng có buồn nha. Trời, tôi vẫn ngon về với mẹ nha. Đúng là con gái mà. Ý thức được sự quan trọng của những món đồ này với công việc của ba, hai cô bé mau chóng lên đường. Thế nhưng bê được chiếc hộp công kênh này lại không phải là điều đơn giản. Nào cũng vui bên nhau, buổi sáng thức dậy, và ngày hôm nay thật biết bao điều hay. Và con hôm nay sẽ nói với mẹ rằng con đã bây giờ lớn. Gọi hơn đi, mẹ sẽ cầm cái này. Mẹ cầm cái đó. Như tia nắng trên đời. Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất trên trời. Con muốn nở rồi. Giờ con cố gắng giúp mẹ yêu cho dù có khó khăn. Mẹ sẽ cầm đi, mẹ sẽ cầm cái này rồi. Thế nên là mẹ sẽ cầm cái đó. Vóc dáng nhỏ nên dù rất muốn, Tina vẫn chưa thể giúp sức cho chị Maika được nhiều. Vậy nên cô em tí hon dùng biện pháp nâng cao tinh thần cho bà chị của mình. Nhờ vậy chỉ một loáng là hai chị em đã tới được cổng khu du lịch Văn Thánh rồi. Con phải ở bên kia kìa. Ba ba bị kẹt á. Kẹt
Đúng rồi đấy. Đúng rồi. Chạy. Thiên Nga đang nó chạy. Đây chị đang làm cái đòn nặng nè. Mãi chút thôi. Mình một chút thôi. Chiếc hộp cồng kềnh cũng không ngừng gây rắc rối. Trong khi đó, cô em nhỏ Tina đã bắt đầu bị thu hút bởi những điều thú vị trong khu du lịch. Đột nhiên, Mai Ca muốn thay đổi quyết định. Rất may đã luôn có cô em để sốc lại tinh thần cho bà chị này. Giờ thì đúng là có vấn đề rồi đây. Nhìn từ bờ bên kia thì có vẻ đơn giản, nhưng khi tới bờ bên này, các cô bé mới nhận ra có quá nhiều nhà hàng nằm san sát nhau, không biết ba ở đâu mà tìm đây. Lần này thì hai chị em hình như đã phát hiện ra cách để chia sẻ công việc hiệu quả hơn. Cứ như thế này thì Tina đã thực sự giúp chị Mai Ca giảm bớt sức nặng của thùng đồ rất nhiều. Giờ thì thẳng tiến lên đường thôi nào. Đột nhiên... Hình như hôm nay bất cứ điều gì cũng là điều thú vị và hấp dẫn với Tina cả. Nhưng không thể cứ vô tư thế này mà quên không phụ chị Mai Ca được. Có chị có em chung sức thế này, chiếc hộp cồng kềnh và nặng nề kia chỉ còn là chuyện nhỏ thôi. Nhưng cũng chỉ được một lúc, Tina lại lần nữa bị thu hút bởi những điều thú vị xung quanh.
Cũng rất may, quán cà phê nơi ba đang ngồi không còn quá xa nữa, ngay phía trước rồi. Vậy là đã tìm thấy nơi ba Minh đang ngồi rồi. Rất may là hai trợ thủ tí hon của ba đã mang được hồ sơ cùng sản phẩm mẫu đến kịp khi ba còn đang làm việc với khách hàng. Giờ thì hai chị em cùng tranh thủ nghỉ ngơi, chờ ba Minh làm việc với khách hàng xong, rồi ba sẽ đưa hai chị em về để khoe chiến công với mẹ nhé. Cảm ơn hai đứa nha. Tina nè, hôm trước khi mà đi như vậy á, đi lâu ơi là lâu luôn rồi, không có sợ là mình không tìm được ba mình sẽ lạc không? Dạ. Nếu lỡ bị lạc thì Tina sẽ làm gì nè? Hỏi chú. Giỏi quá, mình hỏi chú. Ví dụ mình đi đâu đó với con, mình đi đến một nơi đông người đi, chẳng may lỡ mẹ con bị lạc nhau á, lúc đó mình sẽ rất là sợ chuyện gì đó xảy ra với con mình. Vậy thì khi mà bé còn nhỏ như vậy á, thì mình nên chỉ cho bé những cái kỹ năng cơ bản như thế nào. Chẳng hạn như là có rất là nhiều bé biết xài điện thoại. Đúng. Hoặc là nếu không có điện thoại thì cũng biết mượn một người khác và thuộc số điện thoại của bố mẹ chẳng hạn. Còn không thì sẽ phải đến gặp mà ví dụ như chú là bảo vệ. Đúng rồi. Nhưng mà cuối cùng thì hai em bé này cũng hoàn thành nhiệm vụ. Mình thấy đó là cái hay của câu chuyện. Nổi bật trong câu chuyện này là hai em bé rất là biết quan tâm nhau. Tuy là nhỏ bé như là Tina nhưng mà em cũng có bản lĩnh, vẫn biết chia sẻ công việc với chị. Em thích nhất là cái đoạn mà coi như hai chị em mà chia nhau là một người xách cái hộp này, người xách cái thùng kia. Mình cũng ước là mỗi người xách một hộp thì để cái thùng ở lại luôn, nhưng mà cái hay là vì đã được giao cái thùng đó cho nên đối với trẻ con là nó không dám rời bỏ cái gì mà người lớn đã giao như là một nhiệm vụ. Thưa quý vị khán giả, trải qua tập phim ngày hôm nay thì Thanh Thảo tin rằng là quý vị cũng đã phần nào ấn tượng với hai nhân vật nhí mạnh mẽ bằng mọi giá phải hoàn thành được cái công việc mà của bố mẹ giao. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hai nhân vật nhí đáng yêu. Hiện thử thách đầu đời của các bé trong chương trình Con đã lớn khôn. Chúng ta cùng làm quen với đôi bạn thân Thảo Nguyên 4 tuổi 3 tháng và Bảo Trân 4 tuổi 1 tháng. Đôi bạn thân thiết học cùng lớp trồi, trường Mầm non Hoa Mai, quận Phú Nhuận. Thảo Nguyên còn được gọi ở nhà là Bống, là một cô bé nhanh nhẹn, sôi nổi, thông minh và có trí nhớ rất tốt. Điểm gây chú ý ở cô bé này chính là mái tóc dài, xoăn tự nhiên, tạo nên hình ảnh một cô búp bê nhỏ xinh xắn. Trong khi đó, Bảo Trân lại là một cô bé đáng yêu, hiền lành, dịu dàng và nữ tính. Điều mong muốn lớn nhất của Thảo Nguyên là có được một dịp đưa bạn Bảo Trân về thăm nhà của mình. Hôm nay, để thực hiện mong ước của Thảo Nguyên, mẹ cùng đón hai bé để Bảo Trân được đến nhà Thảo Nguyên chơi. Tuy nhiên, đầu giờ chiều, mẹ được thông báo có cuộc họp đột xuất. Vậy là để giúp hai bé có thời gian chơi cùng nhau lâu hơn, mẹ sẽ đưa hai bé ra bến xe buýt để hai bé có thể về nhà trước. Rồi, Nguyên, mẹ để hai cái đai này ông ngoại ra rước con, kêu ngoại cột đai nha. Mẹ gọi điện cho ngoại rước con nha. Trong này có mấy cục tập này, tí nữa con lên, con ngồi con đọc thoại chuyện cho thật cho nghe nha. Con xuống con đường có đi đâu hết nha, con muốn đi nó con đợi ông nha. Tuyến xe buýt này, hàng ngày Thảo Nguyên vẫn cùng đi với mẹ và bà, di chuyển từ nhà tới trường và ngược lại, nên không hề xa lạ với cô bé. Nhưng lần đầu tiên hai bạn nhỏ đi một mình lại là chuyện khác, nên mẹ hơi có chút lo lắng. Mẹ đưa lên xe buýt rồi, mẹ không đi, mẹ đi nhà. Thôi mẹ đợi. Tại xe này không con? Cuối cùng sau hơn 10 phút đợi chờ, thì chiếc xe buýt số 55 cũng đã xuất hiện. Và người cảm thấy phấn khởi nhất lúc này không ai khác là cô bé tóc xoăn. Con về trạm cuối nha. Khác với Thảo Nguyên, Bảo Trân rất hiếm khi được đi xe buýt, nên với cô bé điều gì cũng mới lạ và đầy bỡ ngỡ. Cô bạn Bảo Trân có vẻ vẫn chưa hết hồi hộp và lo lắng với chuyến hành trình dài này thì phải. Thảo Nguyên lúc này tư vấn cho bạn mình một cách rất hay để có thể quên đi quãng đường dài để trở về nhà. Cách này quá là rất hữu ích. Bảo Trân giờ đã vui và tự tin hơn rất nhiều. Đã vậy lại còn ôn được hết các bài học cô đã dạy nữa chứ. Thôi, một bát mẹ lên.
Cho xót nghỉ. Hai đứa mình là bạn bè đúng không? Phải chơi với nhau chứ. Câu chuyện ngọt ngào về tình bạn của hai cô bé bỗng nhiên trùng xuống khi nhắc về một nhân vật thứ ba. Mai mốt mình học nhóm khác nên gặp lại nhau thôi. Xuân Trúc là một người bạn thân khác của Thảo Nguyên và Bảo Trân tại trường mầm non. Bộ ba này khi còn học chung cực kỳ thân thiết và đoàn kết, coi nhau như chị em. Nhưng hiện tại, khi chuyển lên nhóm lớp khác, bộ ba này không còn được học chung với nhau nữa. Dù Thảo Nguyên cố gắng lấy lại không khí ban đầu, nhưng nỗi buồn dường như chưa thể qua ngay. Rất may, cuối cùng thì trạm xe buýt cuối đã ở trước mắt, khiến cho hai cô bé phấn chấn lên rất nhiều. Tại trạm cuối này, theo đúng hẹn, ông ngoại Thảo Nguyên sẽ tới và đưa hai bé cùng về. Nhưng ông đi họp chưa về kịp, nên việc trước mắt là phải tìm một chỗ nghỉ chân cái đã. Để theo kịp Thảo Nguyên thì cô bạn Bảo Trân cũng gặp phải chút khó khăn. Bến xe buýt này quả là một điểm chờ lý tưởng, vừa có chỗ ngồi để tránh mỏi chân này, vừa an toàn trong thời gian chờ đợi. Thì chẳng vui chút nào, vậy là đôi bạn nhỏ tự tìm ra trò chơi mới cho riêng mình. Nghe Thảo Nguyên đọc sách trôi chảy thế này, chắc khó ai có thể nghĩ rằng thực ra cô bé chưa hề biết chữ cơ đấy. Thảo Nguyên có thể nhớ mọi điều trong sách mà mẹ đã đọc cho cô bé, dù chỉ một hai lần mà thôi. Ơ kìa! Không biết là do hai cô bé mải mê theo dõi chiếc xe buýt mới vào bến hay do mải uống sữa mà không hề chú ý tới một bóng người quen thuộc. Thêm gần 10 phút nữa, Thảo Nguyên và Bảo Trân đã sẵn sàng tư trang, chỉ còn chờ ông đến nữa thôi. Cuối cùng thì... giờ thì mau chuẩn bị để cùng lên đường trở về nhà thôi. Thảo Nguyên quả là một cô bạn tốt khi rất biết chăm sóc và quan tâm đến Bảo Trân thế này. Bé chân nhỏ, thế mà đằng trước không là lớn, con là lớn. Cầm mình bỏ thịt ra. Mày chân trước nè. Quãng đường từ trạm xe buýt về tới nhà Thảo Nguyên dài khoảng hơn 2 km. Giờ đã có ông ngoại ở bên, hai cô bé chỉ việc an tâm mà thưởng ngoạn khung cảnh trên đường thôi nhé. Cuối cùng đã về tới căn nhà nhỏ xinh xắn của Thảo Nguyên rồi. Cô bé tỏ ra là một cô chủ nhỏ rất hiếu khách và chu đáo. Tại đây, Bảo Trân còn mau chóng làm quen thêm được một người bạn đáng yêu nữa. Con ngồi xuống đây, ngồi đây ông ngoại dặn này. Mua ông ngoại 2 trái cà tím, 3 trái cà chua, một cây bông cải với lại con ưng ăn nấm không? Con thích ăn nấm. À, phải đi mua một lạng nấm. Ông ngoại cũng rất tâm lý khi quyết định một thưởng cho Thảo Nguyên có được một buổi tiếp bạn chu đáo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 rồi. Bây giờ thứ gì con nhắc lại ông ngoại nghe thử. Mua gì? 2 trái cà chua. 3 trái cà chua, 2 trái cà tím. Bà ông bảy, 1 cây kem. Ơ này, cây kem này rồi, đâu có rồi. Trong lời dặn của ông. À, 2 đứa cầm luôn nghe. Rồi dắt, con biết chỗ mua không? Lần đầu tiên Bảo Trân đến thăm nhà nên chủ nhà nhí rất có ý thức chăm sóc cô bạn.
Vị khách nhỏ này cũng tỏ ra rất hăng hái trong việc phụ giúp cô chủ nhà trong việc chọn các thành phần của bữa tối nay. Hai trái cà tím, hai trái cà tím. Cô có một cái, hai trái mà. Cái gì nữa? Cái gió xấu, cái này đẹp mà. Cái kia xấu à? Kem thì có nấu bữa tối được không ấy nhỉ? Mama, tao muốn kem bánh chú. Em không chú hết rồi. Không. Em con bánh chú thôi. Cô ơi, cô con giùm con ơi. Bảo Trân tỏ ra là một cô nàng rất đảm đang và tháo vát, thành thạo trong việc đi chợ. Với sự nhanh nhẹn và tháo vát của đôi bạn, thì việc mua rau đã được hoàn thành một cách nhanh chóng. Là bạn thân thì phải đoàn kết và hỗ trợ nhau trong mọi hoàn cảnh và mọi lúc. Nhưng xem ra cách di chuyển này có gì đó chưa ổn thì phải. Tối nay cả gia đình Thảo Nguyên sẽ có một bữa cơm thật ngon và bổ dưỡng với những món rau tươi mà hai cô bạn nhỏ đã mua. Còn riêng với hai cô bé, đây chắc hẳn sẽ là một buổi tối đáng nhớ, một dấu ấn đẹp khó phai trong chuỗi kỷ niệm thơ ấu của Thảo Nguyên và Bảo Trân. Lần đầu tiên, hai cô bé đã cùng nhau trải qua một cuộc hành trình dài và thú vị để cùng nhau tới thăm nhà Thảo Nguyên mà không có sự trợ giúp từ người lớn. Chúc mừng hai bé đã lớn khôn theo một cách rất đặc biệt. Nhưng mà khép lại cái tập phim hôm nay thì Thảo thấy là nổi bật ở hai bé là một cái tính rất là đảm đang. Và bên cạnh đó thì là cái sự nhường nhịn nhau, rất là thương yêu nhau, có thể nói là chia sẻ với nhau được rất là nhiều điều. Cái sự chia sẻ với nhau giữa hai em bé này là chúng ta thấy khá rõ trên suốt khoảng đường đi. Khi mà gặp ông ngoại đó thì là Thảo Nguyên đã nhường cho Bảo Trân ngồi trước. Thì mình rất là thích cái chi tiết đó. Nhưng mà lại có một câu lý giải rất là hay là con là người lớn mà cho bạn bé nhỏ hơn. Khi mà ở trên xe buýt ấy, thì hai cô bạn này nhắc về một người bạn cũ đã không đúng còn rồi, học trường nữa có để thì cái chi tiết đó. Rất là thích cái chi tiết đó, các bạn nói à, mình nhớ bạn qua đi. Và rõ ràng là cái câu chuyện nó trùng xuống, đang trước đó là hát hò rất là vui vẻ, mình nhớ bạn qua đi và bây giờ mình không có làm cho bạn Trúc giận được nữa. Hai tụi mình không có làm giận được nữa tại vì bạn đâu có học chung với mình nữa. Cái vấn đề ở đây là chúng ta xem câu chuyện giữa Bảo Trân và Xuân Trúc thì nó giống như là câu chuyện giữa hai cô gái chứ không phải là hai em bé 4-5 tuổi, đúng không ạ? Cô bé cũng đã hoàn thành được nhiệm vụ của mình một cách rất là xuất sắc. Xin được cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian đến với chương trình Con Đã Lớn Khôn ngày hôm nay. Chương trình xin được chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong tuần sau.